ở trận đấu sớm của vòng đấu thứ 7 tại Nai Vô Bì Lích 2023-2024, thì BKM Bình Dương tiếp tục nối dài mạch trận, có thể nói là thuyết phục khi đánh bại đội bóng ở cùng top là Đông Á Thanh Hóa với tỷ số 1-0. Rafenson, William không vào, và kết thúc là của Henrio. Đó là những tình huống chơi phòng ngự có thể nói là thiếu chắc chắn của hàng thủ bên phía Mạnh Gia Lai. Nguyễn Phong Hồng Duy đánh đầu, tỷ số là 1-0 cho Thanh Trà Nam Định. Đó là một pha chơi bóng rất cơ bản của đội bóng Thanh Nam khi họ có sự góp mặt của Rafenson. Trận sút hàng đầu của V-League trong liên tục những mùa giải đã qua đã có những bóng tương tự trong màu áo của đội bóng Nam Định, ghi nhận được những quả tạt tốt của các đồng đội. Đó là bàn thắng thứ 9 của Rafenson ở mùa giải 2023-2024. Quả tạt rất vừa tầm. Chân trái, không phải là chân trái mà là cú đá vào ngay góc gần bằng chân phải sở trường của Rafenson. Quả penalty. Trọng tài Nguyễn Ngọc Châu đã có đủ dữ liệu. Như vậy là sẽ không có quả penalty. Không có quả penalty. Và cũng không có tình huống phạm lỗi của Dương Quang Nho. Quả treo bóng của Phạm Đức Huy. Đánh đầu. Tỷ số là 2-0 cho Thép Xe Nam Định và vẫn là cú đánh đầu của Rafenson. Cảm giác là cứ cần đưa trái bóng bổng vào ở một vị trí hợp lý phía trước khung thành của Hoàng Gia Lai là Rafenson sẽ làm nên chuyện. Vị trí đã từng khiến họ để mất vào tay đội tuyển Bình Dương. Và như vậy là bàn thắng thứ 3 đã đến với đội chủ sân Thiên Trường. Cầu thủ vào sân từ cánh phải Coutinho đã đánh đầu đẹp mắt. Vâng, một lần nữa lại là một quả đánh đầu, một tình huống bổng. Bóng bổng rõ ràng là một nỗi ám ảnh đối với hàng thủ của LP Banh Hoàng Gia Lai. Như vậy là trận đấu trên sân Thiên Trường giữa Thép Thanh Nam Định và LP Banh Hoàng Gia Lai đã khép lại với trận thắng 3-0 nghiêng về phía đội chủ nhà.